tất cả các con có thích sân chơi không? Dạ thích. Đó là một câu trả lời hay. Nói dạ là một cách tuyệt vời để giữ hạnh phúc. Dạ. Chúng ta có từ, từ mà ta biết, đơn giản ai cũng biết mà. Nếu khi ta nói vậy, ta muốn vậy, chúng ta hạnh phúc cả ngày. Thử đi ta nhé, nào bạn hơi, trước đi hôm nay suốt ngày. Vâng vâng, dạ à, trước thôi hôm nay cả ngày. Vâng vâng, vâng vâng, chúng ta trước và vui chơi. Vâng vâng, dạ à, tiếng vâng ta yêu nói hoài. Vâng vâng, vâng vâng, tốt nhất là từ vâng thôi. Chúng ta có từ, từ mà ta biết, đơn giản ai cũng biết mà. Nếu khi ta nói và ý ta muốn vậy, chúng ta hạnh phúc cả ngày. Thử đi ta nhé, nào bạn hơi, đến chơi xích đu suốt ngày. Vâng vâng, dạ à, đến chơi xích đu suốt ngày. Vâng vâng, vâng vâng, xích đu chung mình vui chơi. Vâng vâng, dạ à, tiếng vâng ta yêu nói hoài. Vâng vâng, vâng vâng, tốt nhất là từ vâng thôi. Chúng ta có từ, từ mà ta biết, đơn giản ai cũng biết mà. Nếu khi ta nói và ý ta muốn vậy, chúng ta hạnh phúc cả ngày. Thử đi ta nhé, nào bạn hơi, leo lên thanh đu suốt ngày. Vâng vâng, dạ à, leo lên thanh đu suốt ngày. Vâng vâng, vâng vâng, ta leo chung mình vui chơi. Vâng vâng, dạ à, tiếng vâng ta yêu nói hoài. Vâng vâng, vâng vâng, tốt nhất là từ vâng thôi. Những bé con
con không được nhảy trên giường. Johnny Johnny vâng papa. Johnny Johnny vâng papa, kẹo bánh con ăn không papa. Con nói lao không papa, nào mở miệng ra ha ha ha. Johnny Johnny vâng papa, kẹo bánh con ăn không papa. Con nói lao không papa, nào mở miệng ra ha ha. Johnny vâng papa, kẹo bánh con ăn không papa. Con nói lao không papa, nào mời miệng ra ha ha ha. Trở vào nhà thôi. Mưa này đi đi nào, trong một ngày khác mưa hay về. Em bé thì chúng muốn chơi đùa, mưa đi nào hôm khác hay về. Mưa này đừng đi mưa à, mưa nơi này nhé mưa cả ngày. Em bé thì chúng muốn chơi đùa, mưa tiếp tục suốt cả một ngày. Mưa này đừng đi mưa à, mưa nơi này nhé mưa cả ngày. Bé trai thì chúng muốn chơi đùa, mưa tiếp tục suốt cả một ngày. Mưa này đừng đi mưa à, mưa nơi này nhé mưa cả ngày. Mẹ thì muốn chơi đùa, mưa tiếp tục suốt cả một ngày. Mưa này đừng đi mưa à, mưa nơi này nhé mưa cả ngày. Chị thì muốn chơi đùa, mưa tiếp tục suốt cả một ngày. Mưa này đừng đi mưa à, mưa nơi này nhé mưa cả ngày. Ba thì muốn chơi đùa, mưa tiếp tục suốt cả một ngày. Nhìn kia, trời đã ngừng mưa. Hoan hô! Mưa này mưa đi đi rồi, trong một ngày khác mưa hay về. Đến lúc bọn mình vui chơi rồi, ngày đẹp với ánh nắng chan hòa. Mình không thể tin rằng chúng ta sẽ đến vườn thú Safari. Mình không thể chờ được để xem hươu cao cổ. Mình không thể chờ được để xem voi. Mình không thể chờ được xe buýt đến. Xe đến ngay bây giờ, Chewy. Yeah! Vòng xoay bên xe buýt, chúng nó xoay vòng. Chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Vòng xoay bên xe buýt, chúng nó xoay vòng. Giờ cùng mình cùng đi. Tài xế trên xe buýt nói phía sau kia, phía sau kia, phía sau kia. Tài xế trên xe buýt nói phía sau kia, giờ thu mình cùng đi.
xe buýt kêu vroom vroom vroom, giờ chúng mình cùng đi. Là cửa sổ trên xe buýt đóng mở liên hồi, đóng rồi mở ra, đóng rồi mở ra. Là cửa sổ trên xe buýt đóng mở liên hồi, đến vườn thú thôi. Xe buýt kêu bíp 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 bíp, gọi to trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, đến vườn thú thôi. Gạt nước trên xe buýt xoay tít xoay vù 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 vù, gạt nước trên xe buýt xoay tít xoay vù, đến vườn thú thôi. Là khi trên xe buýt nhảy xuống lên hoài, xuống lên hoài, xuống lên hoài. Là khi trên xe buýt nhảy xuống lên hoài, đến vườn thú thôi. Vòng xoay bên xe buýt chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Vòng xoay bên xe buýt chúng nó xoay vòng, đến vườn thú thôi, đến vườn thú thôi, đến vườn thú thôi. Điêu Khuy, đừng chơi với thức ăn của con yêu. Hãy nhớ những gì ba mẹ đã dạy con. Là ABC hả mẹ? Không. 2, 1, 2, 3. Ờ, không Điêu Khuy. Mẹ nghĩ đã đến lúc nhắc nhở một chút về cách chúng ta ăn bữa tối của mình, Điêu Khuy. Muốn của con, con hay ăn. Nào ăn đi súp, nào ăn đi súp. Cháo chẳng nóng đâu, cháo đây không nóng đâu. Nào ta húp, húp cháo đi. Nhai thức ăn, nhai thức ăn. Nào ta nhai, nhai mình nhai. Nhai thức ăn nguyên đi, nhai thức ăn nguyên đi thôi. Rồi nuốt xuống ngay, nuốt xuống ngay đây. Thank you.
để làm mát đây. Con sẽ không sao đâu ba, chơi lò nha bà. Thân nhiệt hay kim trà, giang tay ra nào. Đừng lo